Câu 2 là buổi trước mình chữa rồi. Câu 3 buổi trước mình chữa rồi. Câu 4, câu 5 này thì tương tự như câu số 1 nhỉ. Câu 5 này tương tự như câu 1 đúng không? Tristearin C17H35CO tất cả 3 lần CH5 đúng không em? Thế câu 5 này thì dễ, không cần phải comment. Pết mà thầy đang live stream này này, Hương Mai. Pết mà thầy đang live stream này này. Câu số 6 nào? Câu số 6 đáp án gì? Ánh Thu à? À mấy giờ hả? 8 giờ em. 8 giờ nhá. 8 giờ tối thứ 7 hàng tuần. Câu số 6 ạ, đề chuyên Lê Hồng Phong Nam Định lần 1. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là số trieste của glycerol chứa đồng thời 3 gốc axit. Số trieste của glycerol chứa đồng thời 3 gốc axit. Các bạn làm rồi các bạn xem là đáp án gì. Ok. Thank you cả nhà. Cả nhà cùng comment đáp án đi xem đáp án gì nào. Câu số Hương Giang học trường nào đấy Hương Giang? Hương Giang học trường nào của Hà Nội vậy? Âu Cơ ở chỗ Tây Hồ thì Phạm Hồng Thái à? Có phải Hương Giang học Phạm Hồng Thái không? 8 giờ nhà anh Thu nhá. 8 giờ tối mai ở trên fanpage Đa Hóa Học Thế Minh này này. Thầy live stream ở bên ngoài page. Thầy chữa đề 8 cộng. Đề số 02 á. Ừ. Câu số 6 này ít bạn làm được à? Thầy hướng dẫn cho em nhá. À ui rồi. Mới chuyển nhà trước ở Long Biên eo. Thế thì là chuyển nhà ra Âu Cơ là biệt thự vườn đào à? 50 tỷ một căn à? Giàu thế. Ok, bạn Nguyễn Thắng đây này, 6B. Bạn Nguyễn Thắng là bạn comment đầu tiên đáp án câu số 6. Các bạn khác làm sao? Các bạn khác có làm giống bạn Nguyễn Thắng không? Ok, Hương Giang, chính xác. Thế thì các bạn thì làm cái câu số 6 này theo phương pháp nào? Các bạn comment đáp án đi ạ. Thắng ơi, em có thể chia sẻ xem là em làm câu này như đáp án nào không? Đúng rồi. Kinh. Đây này, đấy. Bây giờ mình học giỏi xong mình phải yêu được bạn Đoàn Hương Giang này này. Nhà biệt thự Tây Hồ 50 tỷ một căn. Thế là về làm trạng vương luôn. Không cần phải học gì nhiều, mệt mỏi. Đúng không? Câu số 6 ạ, thầy gợi ý nhá. Thì cái số trieste của glycerol này. Glycerol của chúng ta thì trieste của glycerol này nó phải có dạng là CH2 này. OOC này. CH này. OOC này. CH2 này. OOC và các gốc axit bám đính vào đây. Đấy chưa? Nếu đính vào anh C17 gọi anh C17H35 này là 1. Anh C17H33 này là 2. Anh C15H31 này là 3 đi. Mình cắm lần lượt vào đây cho nó dễ. Đúng không ạ? Vậy nếu ở đây là chứa đồng thời cả ba gốc nhá. Vậy nếu thế lần lượt mình sẽ có là 1 2 3. Được chưa? Trường hợp số 2 là 1, 3, 2. Được chưa? Và trường hợp cuối cùng là 2, 1, 3. Vậy là chúng ta chỉ có 3 trường hợp thôi. Nhá, chúng ta chỉ có 3 trường hợp thôi. Vậy tương ứng với lại 3 trường hợp là 3. Mình có 3 trieste của glycerol chứa đồng thời 3 gốc axit. Nhá, 3 gốc axit khác nhau. Được chưa? Hương Mai à, 400 câu lý thuyết em xem trên app thì nó sẽ loát chậm đấy. Em tải xuống là được, tải xuống xong in ra nhá. Bởi vì cái file đấy nó nặng. 400 câu mà có cả giải nữa đấy em ạ. Các bạn tải xuống đều được hết. Câu số 7 ạ. Câu số 7 các bạn chọn đáp án gì nữa, comment đáp án này. Cảm ơn Nguyễn Thắng nhá. Báo lỗi thì em thử bật trên máy tính xem. Hoặc là em bật trên một cái trình duyệt web khác xem. Ôi Tuấn Minh giỏi đấy. Tuấn Minh hơi bị giỏi đấy. Các bạn khác ạ. Câu số 7 các em chọn đáp án gì? Ok Hương Giang. Hương Giang chăm học thế. Hương Giang hơi bị chăm học luôn đấy.
Trăm học này xứng đáng có 10 người yêu. Hương Giang ạ. Thanh niên trăm học này xứng đáng có 10 người yêu. Ok, Tuấn Minh các bạn khác thì sao ạ? Đây Nguyễn Thắng đây rồi, 7G. Thế là bạn Giang với bạn Thắng lại khác nhau à? Căng nhỉ? Thầy gợi ý nhé, thầy gợi ý cho các bạn nhé. Cứ một mon tristerin. Tristerin C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thì tạo ra gì? Thì nó sẽ tạo thành C17 H35 COONa đúng không? Cộng với lại C3H8O3. Đấy. Vậy một mol chất béo thì mình sẽ thu được 3 mol muối theo đúng tỷ lệ phương trình. Được chưa? Đây bài hỏi số mol muối mà. 3 mol muối nha, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. Đấy, mấy bạn bị nhầm thì chú ý. Ở đây để bài hỏi mol muối. Thùy Trang chú ý nhá, Hương Giang chú ý nhá. Yên tâm là bọn em sai mỗi lần này thôi, còn lại từ nay về sau sẽ không bao giờ bị sai nữa. Cái phong cách dạy của thầy là vậy, chúng ta sẽ luyện tập bằng việc của chúng ta sai thật nhiều. Được chưa? Khi chúng ta sai nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ không còn có thể cách nào để mà bị sai nữa. Được không ạ? Thì như vậy là mình chiến thắng, như vậy là mình thành công. Nhờ. À Giang bị nhìn nhầm câu 8 à, ok. Các bạn ở lớp mình có bạn nào thì chưa kết bạn không? Bạn nào thầy 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 chưa kết bạn các bạn comment xuống dưới để thầy kết bạn luôn nhá. Ok ạ, sang câu số 8, đề Sở Nam Định năm 2021 này. Sở Nam Định năm 2021 mới thì thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được ăn cô nào sau đây? Mình vừa viết xong này. Xem nào. Anh em comment đáp án mạnh mẽ xem nào, câu số 8 ạ. Thủy phân chất béo luôn thu được ăn cô nào sau đây? Hương Giang ơi, trong khóa này không có bài tập em ơi. Khóa này khóa lý thuyết mà. Lấy gốc lý thuyết cấp tốc hóa làm sao có bài tập được Hương Giang? Ok, thầy nhìn thấy đáp án của anh Thu rồi. À, bài tập thầy chữa thầy tặng các em ở trong 11 cái đề đây. Ui, Âu Dương Phong ạ, à, tên hay thế. Ok, thấy đáp án Đắc Vũ đây rồi, thấy đáp án Đoàn Hương Giang chính xác ạ. À. Chất béo thì luôn luôn thu được ancol gì? Đấy. Thủy phân trong cả môi trường axit và cả môi trường kiềm thì chúng ta sẽ luôn luôn thu được ánh glycerol đúng không? Thực ra nhá, cái giai đoạn cuối này này, cái quan trọng nhất là cái phương pháp ôn tập. Phương pháp ôn tập này nghỉ dưỡng để làm sao mà mình luyện được. Ok không? Thì cái việc mà chúng ta luyện tập ấy thì bây giờ thầy khuyên các em là chúng ta không có thời gian này, chúng ta cũng không còn đủ thời gian để học bất kỳ một dạng nào đó mới đâu. Được chưa? Bây giờ chúng ta chỉ có luyện cái này cho thầy thôi, đấy là luyện lý thuyết và làm chắc là những điểm em đã ăn. Bạn nào làm được 7 điểm rồi thì có thể lên được 8 điểm. Bạn nào làm 8 điểm thì khó lên được 9 lắm. Lên đến 8,25, 8,5 là đẹp rồi. Nhá. Bạn nào được 9 điểm rồi cũng không lên được 10 đâu, đừng cố làm gì. Nhá, cố quá thành quá, cố để tụt điểm đấy. Mình cố gắng mình làm chắc những gì mình đã có thôi. Nhá, đây rồi thầy nhìn thấy đáp án của bạn Nguyễn Thùy Trang rồi, Đắc Vũ này. Ok, bạn Thu bảo có 7 file đề 8 điểm, đúng rồi em, 7 file thôi, còn 3 file thầy sẽ cập nhật sau nhá. Tại vì thầy mới soạn được 7 thôi. Đấy chưa, thầy soạn được bao nhiêu thầy up lên đấy luôn cho các em bấy nhiêu. Hôm qua mới xong đám tang bà thầy mà. Thì chiều hôm qua cũng xong 3 ngày thì sáng hôm nay thầy lên Hà Nội sớm thì ngồi từ sáng nay cho đến 5 giờ chiều để soạn đề cho các em. Đấy. Thì phải cổ vũ đấy chứ. Em thấy thầy nỗ lực chưa? Thế nên là nhớ là giới thiệu với các bạn với các em để học thầy nhá. Ok. Thank you cả nhà. Mình sang câu tiếp đi ạ. Câu số 10 chưa rồi, câu 11 là các em. Công thức của triolin là gì? 11 ạ. Công thức của triolin là gì ạ? Anh em comment mạnh mẽ và đáp án xem nào. Triolin à? Hay là quên hết rồi? Chắc là không quên đâu. Đây toàn là những cái câu mà thầy trích ở trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm ra đấy. Những cái câu này nó rất là quan trọng và nó rất là hay thi. Nên là các bạn cố gắng cùng comment đáp án xong rồi là cùng giải nhá. Ở đây mình có này. Triolein thì nó là gì nhỉ? C17H33 CO tất cả 3 lần C3H5. Ok, chính xác, bạn Kiều Trung trả lời đúng. Rất tốt.
Kiều Trung trả lời đúng, Tuyên Dương bạn Kiều Trung ạ. Ok, bạn Khánh Phạn đúng, Bá Diện đúng, Nguyễn Thắng đúng, Ánh Thu đúng, tốt. Nguyễn Thị Trang chính xác, Khánh Phan chính xác, Lê Liễu chính xác. Dễ mà đúng không? Cái việc mà mình học lý thuyết này là mỗi lần mình comment ấy thì là mình lại tự mình nhắc lại được một lần lý thuyết cho chính bản thân mình. Nên nó là rất tốt, được chưa? Bạn Quang Linh bạn hỏi là sao bên em lại không hiện các bạn comment, thấy không biết hay là của bên em bị lag Quang Minh ạ. Em thử thoát ra vào lại xem là chắc là được. Ok Giang. Câu 12 ạ. 12 nào các em. ST nào sau đây tác dụng được với NaOH? Thu được ancol và metilic. Hôm vừa rồi dậy là thầy mới khui ra được là có rất nhiều bạn lớp mình là quên mất cách gọi tên ST. Điều đều rất nguy hiểm nhá. Trong cái khóa học lớp mình có một bạn, bạn ấy nhắn tin cho thầy là bạn ấy không biết gì. Bạn ấy đang cố gắng cày để mà lấy được 7 điểm và bạn ấy cập nhật tình hình học liên tục. Đấy các em cố gắng noi gương nhé, nếu mà mình mà gà hóa ấy, thì mỗi ngày mình bỏ ra tầm 1 đến 2 tiếng mình học hóa là kiểu gì cũng chống liệt, kiểu gì cũng khéo vớ vẩn lại. Ngoài cái việc mà chống liệt khéo mình lại lên được tầm 8 đến 9 điểm ấy. Xịn cực. Ok, thầy nhìn thấy đáp án của Giang rồi. Quang Vinh rồi, Bá Diện, Khánh Phạm, Nguyễn Thắng. Ok, Kiều Trung một phát comment tận 2 câu, máu thể. Ê, Nguyễn Thị Trang. ST nào sau đây tác dụng với dung dịch nào mà thu được ancol metilic thì mình phải nắm được cái công thức của anh ancol metilic ạ. Ancol metilic thì công thức là gì các em nhỉ? CH3 OH đúng không? Thì với công thức của nó là CH3 OH thì cái ST của nó phải có dạng là gì? RCOO CH3. Và công thức có dạng là RCOCH3 thì nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi nhá. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn comment đáp án A. Câu 13 này. Đấy, trong đề năm 2019 này. Công thức của axit stearic là gì ạ? Công thức của axit stearic là gì ạ? Công thức của axit stearic ạ. Các bạn cùng comment đáp án này coi nào. Công thức của axit stearic thì dễ đúng không? Nó là axit béo mà lại còn no nữa các em nhỉ. Axit béo mà no thì nó công thức là gì? C17H35. CO tất cả 3 COH chính xác 13C. 14 ạ. Các bạn chắc chắn là về nhà làm bài tập hết rồi chứ đúng không? Toàn bài dễ mà. Bài dễ ọt luôn. Đúng rồi, ok. 14 ạ. 14 đáp án gì các em ơi? 14 đáp án gì ạ? Học hành vất vả, còn cố gắng lên game ạ, à. Còn có bao nhiêu hôm nữa thôi? 2 tuần nữa chứ mấy. 2 tuần nữa là mình thi rồi, 14 ngày nữa thôi. Cố gắng hết sức nhá. Thầy sẽ độ cho các bạn. 20 14 ạ. C xà phòng hóa nhỉ. Trong dịch NaOH có nghĩa là cho anh này tác dụng với NaOH còn gì? CH3 COO C2H5 cộng với lại NaOH để tạo thành CH3 COO Na cộng với lại C2H5 OH được chưa? Vậy đề bài hỏi chúng ta thu được muối. Vậy muối chúng ta nó có công thức là CH3CONa. Ok, chính xác. Đấy, không sao cả Liễu ạ. Nhầm một lần là nhớ cả đời. Nghe nhỉ? Vừa nãy bạn Khánh Phạm bạn ấy có hỏi là nay có bài tập không? Khánh Phạm ơi, khóa này là khóa lấy gốc lý thuyết nên là trong này thầy tập trung vào việc là lấy gốc lý thuyết và tránh cho ông ta những câu lý thuyết hay sai thôi. Còn lại nhá. Còn lại là phần bài tập là nó ở trong cái phần mà thầy tặng các em rồi. 11 đề đấy thì trong đấy có bài tập nhá. Câu 15 ạ. 15 đáp án gì các bạn? ST nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancol metilic? Thế thì muốn làm được thì mình phải nắm được công thức của ancol etilic là gì? Là bạn nào có thể comment cho thầy biết được là công thức của ancol etilic là gì không ạ? Cái ancol etilic này nó chính là rượu đấy. Uống nhiều người ta hay bị say, hay còn được nảy sinh ở môn võ được gọi là võ túy quyền. Ancol etilic C2H5OH.
Vậy là tiện thể thầy cũng gợi ý luôn là để tác dụng với đá mắt thu được ancolytic hay là C2H5O thì nó phải có dạng là gì? RCOO C2H5. Đúng chưa? Và R ok, cảm ơn Tuấn Minh, cảm ơn Đoàn Hương Giang, cảm ơn Nguyễn Thắng, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng, chính xác C2H5O. Rồi. Vậy này, suy ra ST phải có dạng là RCOCH5. Và nó có dạng là RCOCH5 thì nó chỉ có thể là một đáp án duy nhất là đáp án A thôi đúng không em? Đấy, nó dễ lắm. Cố lên nhá. Câu 16. Câu 16. Mình cứ mỗi lần làm mình ăn được một vài câu dễ dễ thôi là mình thành công rồi. ST nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri acetat. Thế vậy mình lại phải viết được cái công thức phân tử của anh natri acetat. Đúng không ạ? Polymer thì cuối buổi hôm nay Hương Mai nhé. Cuối buổi hôm nay thì dạy về polymer. Natri acetat công thức là CH3COONa. Được chưa? Vậy thì để mà nó ra được anh thì anh ST phải có dạng là CH3COOR phải. Hay đầu của nó là đầu CH3CO đúng không? Vậy suy ra nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Ok, Tuyên Dương, Hương Giang, Văn Hoàng nhá. Hương Mai kém phần đó là tẹo nữa, phải coi thầy like luôn. Tí nữa phần lý thuyết. Chữa xong đống này là đến với phần lý thuyết đấy. Câu 17. Thủy phân ST thu được ancol của công thức là. Thế thì thủy phân anh ST này thì mình thu được ancol công thức là gì ạ? CH3OH đúng không? Dễ quá nhỉ. Câu 18 ạ. Câu 18 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thủy phân anh triolein ạ. 18 nè. Các bạn comment đáp án xem 18 đáp án gì. Ok, 17. 17 vừa nãy dễ quá thì chữa nhanh. 18, thủy phân triolein. Công thức C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Trong NaOH thì thu được glycerol rồi. Và muối X. Vậy công thức của muối X là gì các em? Chỉ có thể là gì ạ? C17H33CONa thôi đúng không? Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. D ạ. Câu 19 thì đề bài hỏi chúng ta là thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Nãy mình vừa giải bên trên xong. Một mol chất béo thu được một mol glycerol và 3 mol muối. Nhỉ. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là thu được một mol glycerol thôi. Đây này, câu này mới hay này, câu 20 này. Câu 20 về nhà các bạn làm đáp án gì rồi? Các bạn cùng comment đáp án câu 20 cho thầy biết được không? 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? Nhiều bạn đi học về muộn quá nhỉ. Nhiều bạn chăm chỉ học quá. 20 ạ, 20 các em chọn đáp án gì? Câu 20 này thực ra là chúng ta hay bị lừa hay bị nhầm lắm. Nên là thầy phải cho vào đây để thầy phải cho vào đây để mà làm chứ không thì rất dễ bị toang. 20 ạ. Hương Mai không biết làm á. Ủa? Thật đấy Hương Mai. Không biết làm câu này luôn á. Toang nhỉ? Để thầy hướng dẫn nhá. Đây, 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 nhìn nhá. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nó kỹ thuật của thầy hướng dẫn các bạn làm nhé. Để cho các bạn không bao giờ bị sợ cái câu này nữa. Đây ạ, à, quan sát vào đây. Xà phòng hóa hoàn toàn STX mạch hở X trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm COONa tất cả 2 lần CH3 CHO và C2H5OH. Úi giời, lại còn đùa thầy nữa. Khổ thân thầy. Vậy bước 1 là chúng ta đi cân bằng natri này. Bên này có 2 natri và đây là 2 natri này. Được chưa? Sau đó bây giờ mình đi cân bằng số nguyên tử carbon nhé. Nhìn này. 2 carbon cộng với 2 carbon là 4, cộng với 2 là 6. C6. H 3 cộng 1 là 4. 4 cộng 5 là 9, 9 cộng 1 là 10. 10 trừ đi 2 là 8. Dễ chưa? Ô này, các em nhìn này. 1 ô, 2 ô,
cộng với lại 2 nhân 2 là 4 ô. Vậy là tổng cộng 6 ô, mà trừ đi 2 ô thì còn ô 4. Dễ không? Vậy suy ra công thức của anh nó là C6H8 O4. Đáp án đúng là đáp án dễ. Dễ ợt nhỉ. Quá dễ ạ. Có bạn nào không hiểu chỗ này không thì thầy sẽ giảng lại cho các em. Bạn nào không hiểu chỗ này không thầy sẽ giảng lại cho. Nếu hiểu hết rồi thì thầy sang tiếp nha. Câu tiếp theo, câu số 21 ạ. 21 đáp án gì ạ? 21 là đề bài cho chúng ta là axit acrylic mà tác dụng với ancol đơn chức. Thế thì mình đầu tiên mình phải nắm được cái công thức của axit acrylic đã. Axit acrylic có công thức như nào, bạn nào comment xuống cho thầy được không? Ok Hương Mai. Hương Mai nhớ à? Có Hương Mai để comment đáp án xem là câu 21. 21 các em về nhà làm ra đáp án gì? Các bạn comment đáp án xuống phía dưới này nhá. 21 ạ. Axit acrylic thì đây công thức của axit acrylic này. CH2 nối đôi CH COH đúng không? Tác dụng với ancol đơn chức YX, vậy mình đặt nó là R'OH đi. Thì mình thu được este, vậy nó là C2H3 COOR phải cộng nước. Đây là este này. Trong y chúng ta có mấy oxy đây? Hai oxy. Mà oxy chiếm 32% về khối lượng, có nghĩa này là đây oxy đây là 2 oxy là 16 nhân 2 là 32. Chia cho phân tử khối của Y thì bằng 0,32. Vậy ngay lập tức mình tìm được phân tử khối của Y bằng 100. Đúng không ạ? Ngay lập tức mình tìm được phân tử khối của Y bằng 100. Với phân tử khối của Y bằng 100 vậy mình sẽ có này. Cụm này là 24 cộng 3 là 27. 27 cộng với cụm này là 44. Cộng với R phẩy thì bằng 100. Vậy hoàn toàn mình tìm được R phẩy bằng 100 trừ 27 trừ 44. 29. R phẩy bằng 29. Vậy suy ra cháu nó là C2H5. Vậy suy ra nó là C2H3 COO C2H5 nhá. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D nhá. Ngon lành cành đào. Đấy câu mức độ này vẫn dễ. Bạn Hương Mai cần một bạn kèm môn hóa phần bài tập vật dụng cao thầy nhá. Thầy ạ. Nhưng thầy không có nhiều thời gian để có thể kèm. Câu 22, công thức phân tử của axit oleic ạ. Xem nào, còn bạn nào nhớ không? Thực ra những cái câu này bây giờ thầy mà chữa kiểu vèo vèo thì xong ngay thôi, nhưng mà thầy rất là muốn là các bạn cùng comment đáp án để mà chúng ta cùng nắm được lý thuyết nha. Một lần nhớ, một lần comment là một lần nhớ, một lần nhớ là một lần mình càng bước thêm gần tới con đường thành công, được không ạ? Ok, Quang Vinh này, Hương Giang này, Nguyễn Thắng, chính xác rồi. Axit oleic công thức của nó là gì? C17H33 COH nha. Đáp án đúng là đáp án D. Ok Hương Mai. Trong nhóm lớp mình còn những bạn nào mà chưa có trong nhóm lớp mình thì còn những bạn nào mà chưa có kết bạn với thầy thì có thể comment xuống bên dưới nha. Trong nhóm lớp mình ạ. Còn bạn nào mà chưa kết bạn với thầy thì comment xuống dưới để thầy add nha. Ủa, nhiều thế? Thật đấy. Đều chưa kết bạn à? Đây thầy add luôn. Ok, S luôn. Thầy với S Tuấn Minh rồi nha. Ô, Tuấn Minh cũng ở Hà Nội luôn à? Tuấn Minh học trường nào đây? Yến Vi xinh gái này. Hello Yến Vi. Nguyễn Thắng đẹp trai này. Ô, Nguyễn Thắng quê Nam Định ở ngay bên cạnh quê thầy luôn. Kiều Trung này.
Hai kiểu chung. Rồi. Liễu được chưa em đó? Trang này. Ui, Âu Dương Phong luôn. Liễu ở Lục Nam Bắc Giang à? Ui. Vải ở Lục Nam Bắc Giang hơi bị ngon luôn. Hello Nguyễn Thùy Trang. Thùy Trang thì các bạn rồi. Âu Dương Phong đây. Ok Âu Dương Phong. Âu Dương Phong, thầy có kèm em không? Thầy có kèm nhưng mà bận lắm. Thầy bận cực. Bạn nào vào bên trong cái nhóm Zalo có thể comment hộ thầy là có thể là do mạng của các bạn đấy, các bạn có thể thoát ra vào lại nhá, hoặc là có thể vào học ở bên trên máy tính cho đường mạng ổn định hơn nữa. Đây thầy nhìn thấy ở bên trong cái nhóm Zalo đang có một vài bạn hỏi là tại sao không hiện comment. Thầy cũng không biết được, nhưng mà thử thử mấy cái đấy xem. Tiếp nhá các em nhá. Tiếp nhá. Câu 23 ST nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH á? Thu được natriacetat thì natriacetat là CH3 CONa thì nó phải là ST CH3 COCH5 đúng không? Câu 24 thì thủy phân ST thu được CH3 CONa và CH5OH thì chắc chắn ST nó phải là CH3 COOCH5 rồi. Nhờ. Đây là câu 25 ạ. 25 các bạn comment đáp án xem 25 đáp án gì. ST nào sau đây phản ứng với dung dịch KOH theo tỷ lệ là 1 chia 2. Este nào sau đây phản ứng với KOH theo tỷ lệ là 1 chia 2. Thế thì tỷ lệ 1 chia 2 nó chỉ ở những cái gì? Nó chỉ có hai khả năng. Hoặc là ST2 chứ. Hoặc là ST của phenol, đúng không? Thế ethyl acetate là CH3 COO CH5 DST đơn trước tỷ lệ 1:1. Metin acetate cũng tương tự, CH3 CO CH3 cũng tỷ lệ 1:1. Benzin acetate là CH3 COO CH2 C6H5 cũng là tỷ lệ 1:1, bởi đây là ete của ancol nhá. Thế còn phenin acetate là CH3 COO C6H5 thì anh này là ete của phenol. Đấy chưa? Este của phenol thì nó tác dụng với KOH giống cái ví dụ hôm nọ thầy dạy đấy. Đúng không? Anh này mà cộng với lại KOH thì nó tạo thành là CH3 COOK cộng với C6H5 OK cộng với H2O. Ok chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án gì? Nhá. Đáp án đúng là đáp án gì? Ok. Úi. Trang gõ nhầm đáp án đúng không? Thầy không nghĩ là Trang sai câu này đâu, thầy đoán là Trang gõ nhầm đáp án thôi. Không thể sai câu này được, được đúng không? À, câu 26 nào. 26 thì cũng dễ nhỉ. Tripalmitin trong dung dịch NaOH thì thu được muối nó là C15H31CONa đúng không? Những câu này dễ thì thầy chữa nhanh nhanh một chút. Câu 27, úi giời, câu này buổi trước nhiều bạn sai lắm. 27 này. Tên gọi của este này là gì? Các bạn cũng comment đáp án xem tên gọi este này là gì. 27 ạ. À, các bạn cũng trả lời thế xem nào. Tên gọi của anh este này là gì? Căng ghét nhờ. Tên gọi của anh este này là gì ạ? Cũng không khó đâu, nhưng mà có điều là các bạn hay bị nhầm thôi. Nhầm nhọt nó sang trồng trọt thôi. Đúng không? Thế là toang mà. Đừng để bị nhầm. Anh này tên gọi là gì? Etin format nhỉ. Etin format đáp án đúng đáp án C. Tiếp nhá, câu 28 ạ. Ok, úi rồi. Chính xác, rất tốt. Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Thầy chào Thái nhá. Ok, thầy sẽ đi chậm chậm lại. Hai Thái. Yến Vi không theo kịp ạ. Ok. 28, este nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Các em lưu ý nhá, điều kiện ở đây là nó phải trắng bạc. Thì để mà mình biết là nó trắng bạc, ok không sao cả. À, Thái chốc nó thoát ra coi lại cũng được, thầy đang chữa bài tập thôi mà. Este nào sau đây phản ứng trắng bạc? Thì điều kiện để trắng bạc của este nhé. Điều kiện trắng bạc là phải có nhóm chó. Phải có nhóm chó. Đây thầy nghĩ lại cho đẹp.
phải có nhóm chó, hoặc là nó phải có dạng là HCOOR phải, được không? Thế vậy bây giờ mình nhìn vào đáp án thôi nhé, thì mình sẽ không thấy thằng nào có nhóm chó hết, bởi vì đây là este, vậy nó bắt buộc phải có đầu HCO, và đầu HCO thì chỉ có thể là đáp án này. Ok nhá, 29 ạ. Phát biểu không đúng, các bạn hay bị nhầm lắm. Khi đề bài hỏi phát biểu không đúng thì các bạn đi đi chọn đúng, mà đề bài hỏi là đúng thì các bạn đi đi chọn không đúng, thế mới toàn. Câu 29 ạ. 29 các bạn chọn đáp án gì? Phát biểu không đúng. Các este thì thường dễ tan trong nước. Thì ví dụ như là cái nước hoa hay là dầu gió chúng ta có bao giờ tan trong nước không? Không đúng không? Thế là cái này là không đúng. Este dễ tan trong nước là sai. Còn benzin acetat có mùi thơm của hoa nhài là đúng nhá. Isoamin acetat có mùi thơm của chuối chín cũng đúng. Este metin mes aglat được dùng sản xuất chất dẻo, chính xác. Anh này được sử dụng làm gì ạ? Thủy tinh hữu cơ đấy. Thủy tinh hữu cơ. Ok nhá. Câu 30. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là không đúng. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là không đúng. Vinin acetat tan trong nước, este thì không bao giờ tan trong nước. Đúng không? Thủy phân phenin acetat trong đá hoắt thu được hai muối. Phenin acetat CH3COO C6H5. Thủy phân trong môi trường đá hoắt thì mình sẽ thu được gì ạ? Thu được là CH3COONa cộng với C6H5ONa cộng với H2O 2 là H1. Được chưa? Vậy đúng, thu được hai muối và nước đúng không? Vậy cái này đúng. Thế vậy cái không đúng là A rồi. Thủy phân vinin acetat trong NaOH thu được muối và anhít đúng. Etin acetat là đồng phân của metin propionat. Đây, etin acetat đây. CH3COO CH5. Metin propionat là C2H5 COO CH3. Cả hai anh này thì nó đều chung một công thức, đó là C4H8O2 các em nhá. Nên là chính xác, đúng chưa? Thế còn cái thủy phân vinin acetat thì mình viết phương trình này. Vinin acetat là CH3 COO CH nối đôi CH2. Được chưa? Thủy phân anh này trong môi trường đá hoắt thì tạo thành CH3 CONa cộng với CH3 CHO, đúng, thu được muối và anhít chưa? Đấy, các bạn để ý nhá. Câu 31 ạ. Chúng ta thực ra chúng ta học thì học cái chung và chúng ta chỉ cần nhớ một vài cái đặc biệt thôi là chúng ta thành công ngay mà. Câu tiếp theo ạ. Câu 31 ạ. Este có khối lượng phân tử nhỏ nhất. Nào, anh este nào mà phân tử khối nhỏ nhất? Đây, theo các em. Theo các em, anh este nào có phân tử khối nhỏ nhất trong quá trình chúng ta học từ trước đến nay? Thực ra cái này nó thực ra là este có khối lượng phân tử nhỏ nhất, có nghĩa thằng este đứng đầu dãy đồng đẳng đấy. Nên là cứ anh este nào đứng đầu dãy đồng đẳng thì mình tóm tóm nó vào thôi. Nghe nhỉ? À, theo các em thì anh este nào đứng đầu dãy đồng đẳng? Anh nào? Đúng rồi, chính xác, Nguyễn Thắng, HCOCH3. Và anh đứng đầu dãy đồng đẳng HCOCH3 thì nó có bao nhiêu nguyên tử carbon? 1, 2, 2 carbon đúng không? 2 nguyên tử carbon, đáp án đúng là đáp án C. Dễ chưa? Dễ quá gì. Câu 32 này. Etin format thì có công thức cấu tạo là gì? Etin format thì có công thức cấu tạo là gì? Thì etin format nó có sẽ công thức là HCOO C2H5. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à nhá. Câu 33, Sở Nam Định. Đặc điểm nào sau đây không phải của isoamin acetat? Đặc điểm nào sau đây
không phải của isoaminacetat. Ô, câu này bị mất mất một đáp án rồi. Ethanol đơn chức bạch hở, đúng. Chất lỏng không màu ở điều kiện thường cũng đúng. Chỗ này mất mất đáp án C và đáp án D rồi. Thế chắc là hoặc C và hoặc D là không phải đặc điểm của isoaminacetat thôi nhá. Trong này của thầy chắc là anh trợ lý anh ấy cắt mất rồi, anh cắt mất đáp án C và đáp án D rồi, thầy cũng không nhìn thấy. Để thầy kiểm tra xem, thầy đọc nhá, để thầy xem cái trên này xem. Đợi thầy tìm xíu, tìm lại file đề. Đây rồi. Câu 33 đúng không? 33 đặc điểm nào không phải? Đây ạ. Có mùi thơm còn được gọi là dầu chuối thì C đúng. Tan tốt trong nước và vung dung môi hữu cơ là sai. Không thể tan tốt trong nước được. Được chưa? Vậy cái D là sai. D là sai chặt luôn. Đúng chưa? Ok nhá. Ok, chính xác. Cảm ơn Cường Huỳnh Nguyễn, cảm ơn Trần Văn Thái, cảm ơn Đoàn Hương Giang. Chính xác. Câu 3 và 4 này. Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được là anhydride. Sao mà sao phản ứng anhydride? Thì để thu được anhydride thì chúng ta nhớ cái điều kiện đặc biệt của anh este nó phải có dạng là RCOO CH nối đôi CH gạch R2. Nghe rõ phải. Vậy để thu được anhydride thì bắt buộc nó phải là anh nào? Chỉ có thể anh nào? Anh này thu ancol nhá, anh này thu ancol nhá. Anh này thu ancol nhá, vậy chỉ có B thôi. B là thu được anh CH3 CHO, được chưa? CH3 CHO. Ok nhá, ngon lành luôn. Câu 35 thì este nào sau đây phản ứng trắng bạc thì chúng ta đã nói trước thì có đầu HCO thì trắng bạc. D. 36 á, 36 này nhiều bạn sai này. Sợ Bình Thuận năm 2021 nhận xét nào sẽ đều là đúng ạ. Nhận xét nào đúng không em? Các bạn comment đáp án xem nào, câu 36 đáp án gì? 36, 36 hơi bị căng luôn đấy nhỉ. 36 hơi bị căng đét đẹt luôn. Đúng rồi, anhydride là nhóm CH2, Cường Huỳnh Nguyễn ạ, chính xác. Anhydride là nhóm CH2. Nhận xét nào sau đây là đúng ạ? Khi thủy phân anh này bằng NaOH thì mình thu được muối là CH3COONa là chính xác rồi. Nhưng ancol tương ứng là sai bởi vì nó thu được CH3CHO. Đúng chưa? À, sai. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều. Sai chưa? Este trong môi trường axit phải là phản ứng thuận nghịch. Thuận nghịch chứ. Sai nhá. Các este thì đều được điều chế bằng phản ứng este hóa. Sai, thể lấy ví dụ. Như anh CH3COOH cộng với CH CH thì nó tạo thành là CH3COO CH nối đôi CH2. Phản ứng cộng ấy chứ. Phải phản ứng nhất tiêu hóa đâu, đâu phải các este đều được. Vinylacetat CH3COO CH nối đôi CH2. Metilmethacrylate CH2 nối đôi CH3 COO CH3. Đúng rồi, hai này đều có nối đôi CC. Và do nó đều có nối đôi CC nên nó đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Đấy chưa? Bởi vì do nó có đều có nối đôi CC mà các em, nên nó đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. 36 đáp án D. Ok nhá. 37.
37. Hợp chất X có công thức cấu tạo. À vậy thì tên gọi của anh X là gì ạ? Hợp chất X có công thức cấu tạo là CH3COCH3. Vậy tên gọi của anh X là gì? Thế thì gọi tên este thì buổi trước thầy hướng dẫn rồi, đúng không? Ok, cảm ơn cậu Huỳnh Nguyễn. Anh này là gì ạ? Metin acetat, đúng chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Metin acetat. Ok, nhìn thấy đáp án Hương Mai nhá. Ok, Trần Văn Thái. Rau thái thịt. 38 này. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2. Úi dồi ôi, câu này dễ này. Bao nhiêu đồng phân? Bao nhiêu đồng phân ạ? Đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2. 38 ạ. Bạn nào còn chơi viết nữa ra không? Thôi giờ phút này viết cái gì ra nữa? Viết ra để làm gì? Viết ra chẳng để làm gì cả. Đúng không? Mình sử dụng chiêu thầy đi. Thầy có video hướng dẫn rồi đúng không? R1COOR2. Còn bạn nào trong lớp mình chưa biết chiêu của thầy không? Đây thì hướng dẫn này, R1 cộng R2 bằng 3 trừ đi một carbon trong này còn 2. 2 bằng 0 cộng 2. 1 cộng 1. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1, 1. 1, 1, 1, 1. Mình có 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 cũng bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 mình chỉ có 2 mà thôi. B. Bỏ. Dễ nha. Câu 39 đề bài hỏi là dạy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần. Thì sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ta cần nhớ thầy này. Este nhỏ ancol. Ancol nhỏ acid. Vậy nếu xét về cùng số nguyên tử carbon thì anh acid là anh có nhiệt độ sôi cao nhất. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nhìn thấy luôn. Nhỉ, câu 39 chỉ có đáp án A mà thôi. 40 ạ. Úi dồi ôi, Cường Quỳnh Nguyễn sai về nhiệt độ sôi à? Không sao. Một lần sai một lần nhớ. Nhá, một lần sai một lần nhớ. Nhớ ngay hôm nay là được. À, Trần Văn Thái em vẽ nhánh được không? À, Trần Văn Thái em vẽ nhánh được nhưng nó hơi lâu. Nhá, cách của thầy nhanh nhất. Câu 40 ạ. Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH thì thu được muối công thức là, thì tripanmitin chúng ta công thức là C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Vậy thì thủy phân hoàn toàn nó thì thu được muối có công thức là C15H31 đúng không? CO này. C. Ok nha. Câu 41. Úi dồi, tonitron được tổng hợp từ monomer nào sau đây? Câu này cho vào đây là để hack não các em rồi, đúng không? 41, nitron này đi từ vinyl cyanua B nhá. Tí là thầy hướng dẫn sau. 42 ạ. 42 ạ, trong đề thi năm nay đây. Bao nhiêu bạn nhớ được công thức của este vinyl acetat? Comment xuống dưới xem nào. Xem lớp mình bao nhiêu bạn nhớ được công thức của este vinyl acetat ạ? Không có nhiều bạn nhớ được cái công thức này đâu. Đúng không? Nên là các bạn cần lưu ý nha. Công thức của este vinyl acetat ạ. CH3COOCH nối đối CH2 nhỉ. Đây este vinyl acetat. Hay nó là CH3COCH3. B bỏ. Úi dồi, 43 này. Este isoamin acetat trong dầu chuối thì có chứa số nguyên tử carbon là este isoamin acetat CH3COO này. Isoamin này. Đây. Thầy gợi ý như này rồi thì là chúng ta sẽ có bao nhiêu nguyên tử carbon các em? 43 ạ. Bao nhiêu nguyên tử carbon? 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? Mình có tổng cộng 7 nguyên tử carbon. B bỏ. Nha, ok. 44 này. Chất nào sau đây thuộc loại triglycerid? Triglycerid thì nó phải có
ba chức, và nó phải tạo thành glycerol. Đây hai chức bọ. Triglycerid thì nó là cái axit tạo thành nó, phải là axit béo. Đây là axit không phải béo. Vậy chỉ có thể là đáp án D. Đây ạ, một câu bài tập. Một câu bài tập đơn giản bị lẫn vào đây. Nào các bạn cùng làm thử xem cho thầy xem câu 45 đáp án gì. Các bạn làm hết rồi chứ đúng không? Giờ comment đáp án thôi. 45 đáp án gì ạ? Đề bài cho chúng ta là đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam một este no đơn hở. Công thức tổng quát este no đơn hở là CnH2NO2. 1,48 gam bằng oxy thu được CO2 0,06 mol. Thì có phải là do nó là este no đơn hở? Este no đơn nên nó sẽ luôn luôn có là NCO2 bằng N nước đúng không em, bằng 0,06. Vậy ngay lập tức tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng nhỉ. Bảo toàn khối lượng mình tìm được khối lượng oxy. Các bạn cùng tìm cho thầy xem khối lượng oxy bằng bao nhiêu. Bảo toàn khối lượng này cộng với lại khối lượng của oxy này bằng khối lượng của CO2 này cộng khối lượng của nước này. Từ đó mình tìm được số mol của oxy này 0,06 này cộng 0,06 này trừ 1,48 này chia 32 này bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu các bạn? 0,06 nhân 44 cộng 0,18 cộng 0,06 0,06 nhân 18 nhân 18 trừ đi 1,48 bằng 2,24, mà chia cho 32 thì ra số mol bằng 0,07 mol đúng không ạ? Ok, cảm ơn Cường Huỳnh Nguyễn. 0,07 mol oxy. Vậy số mol oxy bằng 0,07. Vậy tới đây bây giờ chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon các em nhỉ. Bảo toàn, ủa các bạn đã comment đáp án luôn rồi này. Bảo toàn nguyên tố carbon. Không, sorry, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình sẽ có hai lần số mol este cộng với lại hai lần số mol oxy. 2 x 0,07 thì bằng hai lần số mol CO2 đúng không các em? Cộng với lại một lần số mol nước. Và từ đó mình tìm được số mol este. Nào các bạn bấm máy tính cho thầy xem số mol este bằng bao nhiêu. Số mol este bằng bao nhiêu? 2 nhân 0,06 cộng 0,06 trừ 2 nhân 0,07 bằng chia 2 bằng 0,02. Số mol este bằng 0,02, vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon bằng ạ, số mol CO2 là 0,06 chia 0,02 bằng 3. Vậy nó là C3H6O2. Bác đã vừa mới tìm được là anh C3H6O2 ở bên trên nó sẽ có hai đồng phân thôi nhá. Đáp án đúng là đáp án C, hai đồng phân mà thôi. Dễ nhỉ? Câu 46 ạ. Phân tử tristerin và triolin khác nhau điểm nào sau đây? Thế tristerin là axit béo, nó triolin là axit à đâu, sorry, là muối, là chất béo no chứ. Chất béo no. Còn lại anh triolin là chất béo không no. Béo không no. Số nguyên tử oxy giống nhau đều bằng 6. Số nguyên pi khác nhau thật. Tristearin chỉ có 3 pi. Còn lại triolin thì nó sẽ có 3 pi COO và 3 pi CC. Vậy là bằng 6 pi. Ok chưa?
Vậy tổng cộng đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Ở đây có bạn hỏi là nói về GDP được không? Thì triglycerin nhé, đây thầy phân tích chúng ta nhìn, dành cho các bạn không biết, đây các bạn nhìn kia vào đây. Triglycerin này thầy vẽ đây này, C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5 được chưa? Thì này, nhóm CO này có một pCO đúng không? Nhân 3 lên thành 3pCO. Thế là 3pi. Do gốc C17H35 này no, bởi vì nó thuộc dạng là gì? CNH2N cộng 1 nên nó này không có pi nữa. Vậy suy ra anh triglycerin của chúng ta có tổng cộng là 3pi CO. Thế còn anh triolin C17H33 COO 3 lần C3H5. Thì anh triolein này của chúng ta nó có 3pCO thì ai nhìn rồi. Trong C17H33 này có 1pCC mà nhân 3 lần lên thành 3pCC nên nó là 6pi. Được chưa Cường Nguyễn? Hiểu không em? Đấy, đấy là với câu 46. Câu 47 thì dễ, thầy làm nhanh luôn. Tên gọi ST này là methyl formate. 48 chúng ta vừa giải xong. Công thức tổng quát của ethanol đơn chức mạch thở là CnH2NO2 đúng không? N lớn bằng 2. Câu 49 là cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COH và CH3OH. Vậy tên gọi của X nó sẽ là, công thức của nó sẽ là CH3COCH3 đã. Vậy nó sẽ là methyl formate. Sorry ạ, methyl acetate. À. 50 ạ. 50 đáp án gì? 50 nó hơi lạ tí. 50 hơi lạ tí, các bạn chọn đáp án gì? À, 3PCC với 3PCO nó khác nhau như nào á? Khác nhau mà em. PCC thì cộng được brom và cộng được hydro. PCO thì không cộng được brom mà cũng không cộng được hydro ở xúc tác niken nhiệt độ. Nhá. PCO chỉ cộng được hydro với xúc tác LiLH4 thôi. Được chưa? Cầu Huỳnh Nguyễn. Dễ mà. 50 nào. 50 ạ. Sử dụng Yên Bái xà phòng hóa triglycerin. Triglycerin là C17H35COO 3 lần C3H5 bằng dung dịch NaOH thì thu được glycerol C3H8O3. Và chất nào sau đây? C17H35CONa 3 lần. Được chưa? Vậy này, đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì? Xem nhá, B xem đúng nhá. Đây ạ. C đúng 17 rồi. Đúng ngắt 35 rồi. 12 2 nhân 16 là 32, 32 cộng 3 là 35 đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án B, ok chính xác. 50B chứ. Anh này là bỏ rồi, anh này là bỏ rồi. Thì phân đồng NaOH. Anh C là COH là toang rồi, phải CONa. Đáp án đúng đáp án B chứ. B nhá, Cường Huỳnh Nguyễn, B. 51 công thức của tripalmitin là C15H31CO tất cả 3 lần. 2 lần là sai. C35. Câu 352 ạ. Triolein là chất béo có trong dầu lạc, dầu vừng, dầu cọ. Công thức phân tử của triolein là C17H33CO tất cả 3 lần C35. B. Câu 53, công thức phân tử của methyl acetate CH3COOCH3 methyl acetate, vậy nó sẽ là C362 đúng không? B bỏ. Nào 51 à? À 54 nào. 54 các bạn chọn đáp án gì? 54 ạ. 54 lớp mình chọn đáp án gì? Năm tư dã man đấy. Không phải đùa đâu. Năm tư đáp án gì ạ? Năm tư. Thủy phân STX bằng dịch NaOH đun nóng thu được sản phẩm gồm natri format HCOONa
ancol isopropylic CH3 CHOH CH3. Vậy công thức của X chúng ta nó phải là HCOO CH CH3 CH3. Hay nói cách khác nó là HCO CH3 tất cả hai lần. CH CH3 tất cả hai lần. Đáp án đúng là đáp án B. Ok, Tuyên Dương bạn Thái nha. Tuyên Dương Cường Huỳnh Nguyễn, chính xác, rất tốt. Câu 55. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm HCO CH3 và CH3 CO CH3 trong cùng một cái dung dịch nào hóa thì sản phẩm hữu cơ thu được gồm. Để viết phương trình ta nhìn rõ hơn. HCO CH3 này. CH3 COO CH3 này. Trong dung dịch NaOH thì mình sẽ thu được này. Hai muối HCONA này. CH3 COONA này. Và CH3OH này. Hai muối và một ancol, đúng không? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Hai muối một ancol. Ok. Trang hôm nay lại comment chậm à? Trang giờ bị comment chậm à em? Mạnh mẽ lên em. Sợ gì? Ok Trang nhá. Tiếp tục ạ. Câu số 56. Thủy phân chất béo X thu được sản phẩm gồm số công thức thỏa mãn tính chất X. Đây là một cái câu rất hay. Nào. Thủy phân chất béo X thu được sản phẩm. Nguyễn Thị Trang kêu là máy em không thấy comment mọi người, khổ nhỉ. Chắc là mọi người không, chắc là máy của em nó không cho em thấy bất kỳ ai ngoài thầy đấy, ngoài tiếng nói của thầy, để em tập trung học. Câu 56 ạ. À, chuẩn bị đến bọn khó rồi này. 56 bắt đầu khó rồi này. Thủy phân chất béo X thu được sản phẩm gồm. Thế chất béo nó phải có 3 cái chỗ cắm vào đúng không? Thôi bây giờ mình cứ nhìn thấy chất béo là mình có chỗ 3 chỗ để cắm. Chuẩn chưa? Thế bây giờ mình đặt cái anh này là 1, anh này là 2. Mà phải cắm vào 3 chỗ. Vậy mình sẽ có là gì? Thủy phân chất béo X vậy bắt buộc nó phải có 1 và 2. 1 1 2 1 2 1 2 và 1 bị trùng nhá. Đây là 2 lần số 1. Mình còn 2 2 1 2 1 2. Được chưa? Các bạn hiểu không ạ? Vậy tổng cộng mình sẽ có mấy ạ? Tổng cộng mình sẽ có mấy chất béo X mà thủy phân thì thu được. Đấy, glycerol thằng nào thủy phân là được rồi. Anh 1 và anh 2. Đúng chưa? Thì mình có 1 2 3 4 anh. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ 4 anh. Rồi, bây giờ sang phần thí nghiệm vận dụng cao đây. Giờ mình sang phần thí nghiệm vận dụng cao cho các em đây. Nào, câu 57 nè. 57 các em về nhà làm rồi. Các bạn em nghĩ là 57 đáp án gì? Có thể comment xuống phía dưới cho thầy được không? Rồi thầy sẽ giải thích cho chúng ta. 57 ạ. 57 đáp án gì? Cho vào bát sứ 1 gram mỡ lợn. 56 á. Ơ, 56 dễ mà. Đặt cái gốc C15H31CONA này 1 nhá. Gốc C17H3CONA này là 2 nhá. Anh C35OH tất cả 3 lần này kiểu gì cũng thi rồi nhá. À kiểu gì cũng thủy phân rồi nhá. Đúng không? Vậy bây giờ đề bài yêu cầu là thủy phân chất béo thì phải có 3 chỗ để cắm cái gốc axit vào. Thì thu được sản phẩm của 1 và 2, vậy bắt buộc nó phải có 1 và 2 ở bên trong cấu trúc. Được chưa? Thế vậy mình sẽ có này. 1 1 2 có nghĩa là một cái gốc mà có một cái chất béo mà có hai gốc 1, một gốc 2. Thì mình có 1 1 2. Và mình sắp xếp lại thì mình sẽ có 1 2 1 bởi vì nó không bị trùng nhau. Hai này đồng phần nhau. Tương tự như vậy thì với hai gốc 1 thì mình có hai đồng phân. Vậy với hai gốc 2 thì mình sẽ có 2 2 1 2 1 2. Được chưa? Thế lấy ví dụ là 1 1 2 thì vẽ cái chất béo chúng ta nhìn. Thế ký hiệu này để chúng ta đỡ phải vẽ thôi. Đây, 1 đây. Nếu vẽ chuẩn là vẽ như này. Rất là mất thời gian. Thay vì chúng ta vẽ như này thì chúng ta làm sao? Đấy. Đánh số. Thì đúng, tiết kiệm thời gian hơn. Hơn không? Cường Huỳnh Nguyễn. Thấy chưa?
Đấy, đây là 1, 1, 2 thì vẽ như vẽ. Đây, 1, 1, 2 là biểu thị cho cái anh này. Thế giờ nếu mà muốn biểu thị cho anh này, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 lại vẽ như này nữa, chỉ đến toạc. Chính vì vậy nên đây là phương pháp xếp số. Nha Cường Bình Nguyễn nha. 57 đâu các em? 57 các em chọn đáp án gì? 57 ạ. Cho vào bát sứ. Bọn này bắt đầu khó khó rồi. Cho vào bát sứ 1 gam mỡ lợn và 2,5 ml dung dịch NaOH. Đun sôi nhẹ. Mỡ lợn này là chất béo, nổi. Mỡ lợn là chất béo đúng không? Thì cũng có thể thay thế bằng dầu thực vật. Bởi vì dầu thực vật và mỡ lợn đều là chất béo. Vậy ở bước 1 có thể thay thế mỡ lợn bằng dầu thực vật là đúng. Chọn luôn này. Mục đích chính của việc cho nước cất vào hỗn hợp là xúc tác phản ứng là sai. Mục đích chính của cho nước cứng vào, à cho nước vào là để làm gì? Cho nước cất vào là để làm gì? Là để thủy phân. Chứ nếu mà nó vào cạn thì nó không thủy phân nữa. Mục đích chính của việc cho NaCl vào bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm sai là để tách, được chưa? Tách ra nhá, để nó tách được những cái anh nào là xà phòng nổi lên trên và những anh nào không phải xà phòng thì chỉ xuống dưới. Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp, lớp phía trên là chất rắn màu trắng, phía dưới là chất lỏng. À đâu, đây thì lỗi ở bước 1 không thể thay mỡ lợn bằng dầu thực vật là sai. Có thể thay được được mỡ lợn bằng dầu thực vật mà, với nó đều là chất béo, đúng rồi, sorry, mắt thì lẻ này. Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp, chất phía trên là chất rắn màu trắng, chính xác, nó là xà phòng. Phía dưới chất lỏng, chính xác, dê ạ, sorry, mắt lé, sorry cả nhà, xin lỗi cả nhà nhé. 57D nhé. Có phản ứng xảy ra mà, đây phản ứng thủy phân trong môi trường kia. 58 này, 58 này, 58 vừa nãy thầy vừa hướng dẫn ở bên trên này. Cách làm của 58 này. Bọn này khoai khoai hơn tí rồi nhỉ. Level nó tăng lên mà, thầy cho level tăng từng tí một mà. 58 ạ. Thủy phân 1 tri glycerid X bằng dung dịch NaOH. Thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, thể đặt nó là số 1. Natri stearat đặt nó là số 2, tỷ lệ mol tương ứng là 1 và 2, vậy là chỉ có 1 số 1 và 2 số 2. Trong cái khung glycerol, trong cái khung glycerol này chúng ta sẽ có 3 vị trí để cắm mà chỉ có 1 số 1 và 2 số 2, thì mình sẽ gọi là 1 2 2 2 1 2. Vậy đó. Nhẹ nhàng mà tình cảm đúng không? 1 2 2 và 2 1 2. Vậy ta sẽ có 2 triglyceride thỏa mãn chất trên. Được chưa các em? Dễ mà. Câu 59 này. Cho 1 mol triglyceride tác dụng với NaOH dư. X này. Tác dụng với NaOH dư này. Thu được 1 mol natri palmitat C15 H31 CONa và 2 mol natri oleat C17 H33 CONa cộng C3 H8 O3. Phát biểu nào sau đây là sai? Gần 3 NaOH. Vậy thì suy ra anh X này chúng ta nó phải có một gốc. Suy ra anh X phải có một gốc C15 H31, hai gốc C17 H33. Vậy ngay lập tức anh X nó sẽ có cấu trúc cấu tạo này là C15 H31 COO CH2
C17 H33 COO CH C17 H33 COO CH2. Đúng chưa? Bao nhiêu liên kết pi? 3 pi CO này. Anh này no. Anh này 1 pi CC, 1 pi CC nữa là 2 pi CC. Dẫn đến 5 pi. Đúng chưa? Phân tử x có 5 pi. Sau đây sai. À đúng. Hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của x. Đặt gốc này là số 1, gốc này số 2, hai gốc này vậy nó sẽ là gì? Hai đồng phân đúng rồi, mình vừa ghi bên trên này, 122212. Công thức phân tử là C52 xem đúng nhá. 15 cộng 1 là 16. 16 cộng 1 là 17. Cộng với 17 cộng 1 18, 18 cộng 1 19. 19 nhân 2. 55. C55 chứ không phải C52. Vậy sai, sai ở C. Có 2 PCC nên nó ăn với lại 2 mon pro mà chính xác. Được chưa? Đấy, những cái câu rất là kinh khủng. Cường Huỳnh Nguyễn chỗ 122 212 ở chính giữa không được trùng. Đúng rồi em. Câu 60 ạ. 60 các bạn chọn đáp án gì? 60 cũng căng. 60 cũng căng đét đẹt luôn. Sao lại tính pi ở Cường Huỳnh Nguyễn? Cái này là ở phần kiến thức mình cần nhớ. Nguyễn Cường Huỳnh Nguyễn lại chỗ này phần kiến thức mình cần nhớ. Là trong cái kiến thức phần mình cần nhớ, em cần phải xem lại cái bài chất béo mà buổi trước thầy dạy. Thì trong bài chất béo thầy có nhắc là gốc nào no, gốc nào không no. Nhá. Gốc no của mình chỉ có hai gốc thôi, C15H31 và C17H35. Vậy ở đây này, C15H31 này là no nên không có pi CC. Còn C17H33 là nó có một pi CC. Nó ở bên trong cấu trúc của gốc. Một pi CC thêm mà có hai gốc này vậy nó sẽ có hai pi CC. Và ba gốc COO nên nó sẽ là 3 pi CO. Được chưa? Vậy tổng cộng mình sẽ có 5 pi. Nhá. Được ok chưa? Câu 60 ạ. 60 các bạn chọn đáp án gì ạ? Căng nhỉ? Căng phết. 60 ạ. 60 các bạn chọn đáp án gì? Ok, 60D xem nào. STX mạch hở công thức là C4H6O2 đun nóng amon X trong dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 thu được 4 bạc cơ. Để thu được 4 bạc thì bắt buộc là hai sản phẩm của anh C4H6O2 đều phải trắng bạc. Nên chắc chắn anh này nó phải có một đầu là HCO Na. Amon này thì trắng hai bạc. Đúng chưa? Và đầu còn lại bắt buộc phải là anhít. Vậy nó chỉ có thể là anh CHCO CH nối đôi CH CH3. Thì ra anhít ở đây nó là C2H5 CHO amon thì cũng tráng là hai bạc. Anh này tráng hai bạc 2A. Anh này tráng hai bạc 2A nữa. Vậy nó sẽ tráng là 4 amon bạc. Được không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó bắt buộc phải là HCOO. Nhưng mà nối đôi phải nằm ở bên cạnh thằng oxy. Chứ nối đôi nằm cách xa thằng oxy như anh này nó cũng không tráng được bạc. Đấy các bạn phải lưu ý. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Cậu hình vẫn nhìn thấy chưa? Chỉ A mà thôi nhá. D là bị sai rồi. Ý D là nó tạo thành HCOONA và CH2 nối đôi CH gạch CH2OH. Được chưa? Đấy nó bị sai đấy. 61. Số chất là mất màu dung dịch brom. Trong này những chất nào là mất màu dung dịch brom? Đề bài hỏi là số chất là mất màu dịch brom ạ. Thế mình phải nhớ cho thầy là điều kiện để làm mất màu dịch brom là gì? Điều kiện nào để cho mình nhận biết được là một chất có thể làm mất màu dịch brom hay không? Thì nhớ cho thầy này.
để làm mất màu Chrome. Khi và chỉ khi nó chứa nối đôi CC trong phân tử. Được chưa? Mất màu Chrome khi và chỉ khi chứa nối đôi CC trong phân tử. Hoặc là chứa nối 3. Có nghĩa yêu cầu phải chứa liên kết PCC. Nhá, yêu cầu phải là PCC. Vậy vinylacetate acetate CH3, giờ đứa nào mà không nhớ được cái tên gọi của este thì toang chưa? Thấy chưa? Thế nên bài este rất quan trọng, nên là các anh chị 2K4 đang học thầy phải về nhắc lại cái bọn 2K5 giúp thầy là bài este rất quan trọng, chúng mày phải học đi, đừng như tao, đúng không? Vậy anh này mất màu bro. Metin acrylase CH2 nối đôi CH COO CH3. Có nối đôi CC mất màu. Metin mesacrylase. Thực ra nó còn một cái nữa, đó là có nhóm chó, đúng không? Nào, metin mesacrylase C nối đôi, thôi thì vẽ luôn này nhá. C COO CH3. Đúng mất màu chưa? Metin benzoate C6H5 COO CH3, anh này không mất màu. Phenin acetat CH3 COO C6H5 cũng không mất màu nốt. Đúng chưa? Vậy đây mình có mấy? 1, 2, 3. 3 anh thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Ok nhá. Câu 62 khó hơn tiếp. Ủa 62 các bạn về nhà làm nó đáp án gì ạ? 62 ở trong câu đề minh họa của năm 2018 đấy ạ. 62 đáp án gì các em? Các bạn cứ đòi câu vật dụng cao. Bây giờ đến câu vật dụng cao ở đây. 62 ạ. Số chất mà một mol chất đó phản ứng tối đa với 2 mol NaOH. Số chất và 1 mol chất đó phản ứng tối đa với lại 2 mol NaOH là những chất nào? Mình có này. Mình phải lưu ý là nếu là đơn chức thì phải là este của phenol. Bên tỷ lệ 1 2 mà. Tỷ lệ đầu tiên mình xét cái tỷ lệ. Tỷ lệ là số mol NaOH chia số mol chất X bằng 2. Vậy nó sẽ có hai khả năng, hoặc là hai chức, hoặc là một chức nhưng mà nó phải là este của phenol. Bạn Cường Huỳnh Nguyễn bảo không hiểu chữ MP đứng đầu là gì. Chữ M là ở vị trí meta, chữ P là ở vị trí para. Cường Huỳnh Nguyễn ạ. Vậy đây mình nhìn nhá. Ý này là este của phenol đúng chưa? Có O đính vào vòng benzen luôn. Vậy anh này có. Anh này là este của phenol đấy, nhưng nhóm OH này đính vào vòng benzen nữa. Vì vậy nên là nếu mà chỉ có một anh này thì ăn tỷ lệ 1:2, nhưng thêm anh OH này là ăn tỷ lệ 1:3. Vậy là không được. Đấy chưa? Anh này thì đầu này này ăn một NaOH này. Đầu này ăn một NaOH bởi vì quát CL. Đầu này ăn một NaOH nữa. 1:2. Anh này là hai nhóm mắt đính vào vòng benzen. Cũng được. Anh này là một nhóm mắt đính vào vòng benzen. Còn lại không có nào, đấy chỉ tỷ lệ 1:1. Anh này chỉ ăn NaOH thì tỷ lệ 1:1 bởi vì một nhóm CO. Anh này coi như HNO3 chỉ ăn NaOH thì tỷ lệ 1:1. Vậy ở đây mình có bao nhiêu chất? 1 2 3 3 chất. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ các em nhé. Wow. Tuyên Dương bằng Nguyễn Thủy Trang, kinh. Nguyễn Thủy Trang hơi bị kinh đấy, chất đấy. Làm đúng câu 62 này. Tuyên Dương em nhá. Hơi bị xịn luôn. Các bạn hiểu chưa ạ? Phần này các bạn có hiểu không ạ? Đấy, thầy chọn lọc những câu lý thuyết cực kỳ hay để đưa vào đây để cho các bạn cùng làm cho nó xịn. Nhờ. Thì chính vì vậy nên là nhớ cổ vũ thầy nhá, bằng cách là comment đáp án nhá. Xong rồi là
À, nhớ giới thiệu thầy với lại tất cả các em 2K5 nhá. Để cho các bạn ấy biết rằng là có một ông thầy ông ấy dạy hóa xịn như thế này, được không ạ? Ok ạ. Câu 63. Câu 63. STX có công thức phân tử là C8H8O2. STX có công thức phân tử là C8H8O2. Được chưa? Cường Huỳnh Nguyễn. 62 Nguyễn Huỳnh Cường ơi, đơn giản mà em. Em bây giờ chỉ cần nhìn thấy là cái nhóm chức mà có đính vào vị trí của vòng Benzene là được. Đây thầy vẽ lại nhá. Anh đầu tiên này. Đây là anh số 1 đi. Thì nó chính là anh này. Meta CH3COO này. Vòng Benzene này. Meta đây xem bạn. Thì anh này là este của phenol nên nó ăn NaOH tỷ lệ mol 11. À, ăn NaOH tỷ lệ mol 12. Nhá. Thế còn anh thứ hai thì như thầy phân tích rồi đấy. Đây này, nhóm OH đính vào vòng này, nhóm OH đính vào vòng này. Đây este phenol nên ăn tỷ lệ 12 này cộng với một thằng đấy là 13. Thế còn anh này thì nó chỉ có một nhóm CO thôi, COH thôi, chẳng đính vào đâu cả nên chỉ ăn tỷ lệ 11. Cộng với lại HCl đầu này nữa. Bởi vì đây là muối mà. Thì ăn NaOH theo tỷ lệ 1:1 nữa phải là 1:2 nên là B. Tương tự đây là hai nhóm OH đính vào vòng benzen nên ăn NaOH theo tỷ lệ 1:1:2. Các anh này còn lại là loại. Được chưa? Nha. Câu 63. Este có công thức phân tử là C8H8O2. Este có công thức phân tử là C8H8O2. Cho X tác dụng với NaOH C8H8O2. Cho tác dụng với NaOH. Thu được sản phẩm gồm hai muối. Vậy điều này tương đương với X là este của phenol. Được chưa? Và X nó là este phenol thì bắt buộc nó chỉ có thể HCOO này, C6 này, H4 này, CH3 này và CH3COO này, C6H5. Được chưa? Thế nó là HCO C6H4 CH3 ấy thì mình sẽ có đây ạ. HCOO đây. CH3 đính vào đây là vị trí số 1, đính đây vị trí số 2, đính đây vị trí số 3. 3 đồng phân. Cộng với một đồng phân đây nữa là phân số 4. Vậy tổng cộng mình sẽ có 4 nhé. Nhiều bạn chọn nhầm là 2, may có ở đây không có đáp án 2. Ok. 64. 64 đáp án gì các bạn? 64 rồi. Đến 64 rồi. Cho các este sau. Dãy gồm các este, các em lưu ý nhé, nó có hai điều kiện đây. Phản ứng được với NaOH và sinh ra alcohol. Hai điều kiện nhé. Phản ứng với NaOH và sinh ra alcohol. Thế thì anh số 1 ethyl format HCOO. Nếu mà mình mà suy ra được ngay thì ngon, còn nếu mà chưa suy ra được thì cứ viết phương trình này. C2H5 cộng NaOH thì tạo thành HCOONa cộng với lại C2H5OH. Đúng sinh ra ancol chưa các em? Ancol chưa? Một chảo. Vinin acetat chảo số 2. CH3CO CH nối đôi CH2 tác dụng với NaOH tạo thành CH3COONa cộng CH3CO.
Loại chưa? Không sinh ra ancol. Tương tự triolein này thì sinh ra glycerol, nó là chất béo. Không phải viết phương trình nữa. Ba có. Đúng chưa? Metin acrylase. Anh số 4. Acrylase. Acrylase cộng với NaOH CH2 CH CONa CH3OH được chưa? Sinh ancol nhá, lấy luôn phenylacetat CH3 CO C6H5 ăn 2 NaOH để tạo thành CH3COONa cộng C6H5 ONa cộng H2O không sinh ancol, bỏ luôn, nó hết phenol mà. Vậy mình chỉ có 1, 3 và 4 thôi. 1, 3 và 4, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Ok chưa? Viết phương trình ra mới nắm được em ạ, không biết ra không nắm. Còn lại sau này chúng ta làm được nhanh thì tính sau nhá. Còn bây giờ là mình cứ phải viết phương trình. Úi dồi, câu 65. 65 về nhà các bạn chọn đáp án gì ạ? 65. 65 anh em chọn đáp án gì? Comment đáp án xuống dưới thầy không? Thầy uống hết một nửa chai nước rồi. 65 đi. Căng nhờ. 65 ạ. Cho vào bát sứ nhỏ 20 lít dầu dừa. Sau bước 3, thấy có chất rắn nổi lên là muối của axit béo. Đúng, chính xác. Nó là xà phòng đấy. Thêm dung dịch NaCl nóng để tăng hiệu suất của phản ứng. Thực ra thì khi mà mình tăng NaCl nóng làm tăng hiệu suất phản ứng cũng đúng. Tại vì thế này, tại vì khi mà thêm NaCl nóng vào thì nó làm tách cái hỗn hợp xà phòng nổi bên trên, còn lại là những cái dung dịch nổi xuống phía dưới, thì dẫn đến là cái thành phần đang phản ứng như kiểu thì nó bị tách mất NaCl rồi, thì nó sẽ tăng thêm hiệu suất. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. Chính xác. Không thêm nước cất, cạn khô, phản ứng thủy phân không xảy ra. Chính xác. Trong thí nghiệm này có thể thay dầu dừa bằng dầu bôi trơn mày, sai. Dầu dừa của chúng ta nó là axit, nó là chất béo, còn lại dầu nhờn bôi trơn mày nó là hydrocarbon, không được. Vì vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ba phát biểu nhá. Ba, bởi vì khi thêm NaCl vào thì nó cũng tăng hiệu suất, bởi vì nó tách được riêng cái thằng xà phòng ra bên trên, thì chính vậy nó kích thích phản ứng xảy ra mạnh hơn. 66 á. 66 làm nhanh tí các em nhỉ, 66 vừa nãy mình làm bên trên rồi. Ô, 66 với 67 trùng nhau à? À không trùng nhau, 66 67 khác nhau. Thủy phân dung dịch NaOH dư mà thu được ancol, phenylacetat là este của phenol, bỏ ạ. Metinacetat ra ancol này, tripalmitin ra glycerol này, metinacrylat ra ancol này, vinacetat ra anhít này. Vậy là 1 2 3 anh thôi. Câu này trùng với câu bên trên sao? Nên thầy chữa nhanh. Được chưa? Câu 67. NaCl dùng, thực ra cái tác dụng chính của NaCl không phải dùng để bão hòa, mà tác dụng chính của NaCl là dùng để tách được, để nó làm tăng cái trọng lượng riêng của cái dung dịch phía dưới, để nó đẩy được cái bọn xà phòng nổi bên trên cho rõ rồi chứ. Thế tác dụng chính của nó, nhưng mà chính nhờ cái đấy nó cũng làm tăng hiệu suất. Câu 67. Thủy phân trong môi trường axit mà thu được sản phẩm phản ứng trắng bạc. Lưu ý nha. Thủy phân trong môi trường axit mà thu được sản phẩm phản ứng trắng bạc. Mình có ethyl format là trắng bạc đúng không ạ? Phenyl format cũng trắng bạc, vinyl acetat cũng trắng bạc. Sản phẩm của nó trắng bạc. Vì ethyl format và phenyl format nó đều sinh ra anh là HCOONa mà, hai này đều sinh ra anh này. Vinyl acetat thì sinh ra anh CH3CHO. Tripalmitin thì không sinh ra. Không sinh ra thằng nào khả năng trắng bạc. Và metinacrylat cũng vậy. Vậy mình chỉ có hai anh thôi. Nhá, đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Câu 67. 67 hình vẽ đây. Hóa chất cho bình cầu có nhảy. C
Câu này là câu rất hay, thầy dự đoán trong đề thi năm nay nhá. Câu này thầy nhắc lại là một, và thầy dự đoán nó có trong đề thi năm nay, nên các em cần phải chú ý cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau, số nhận định đúng này. Etina acetat nhiệt độ sôi thấp nên dễ bay hơi khi nung nóng, chính xác. H2O4 đặc vừa là chất xúc tác, chính xác, vừa là chất hút nước, chính xác. Đặc là nó hút nước mà, đặc là nó hút nước mà. Etina acetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ, chính xác. Khi kết thúc thí nghiệm cần tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn hơi, sai. Em mà tắt đèn cồn này trước khi tháo ống dẫn hơi thì nước nó bị hút ngược lại, không được. Được chưa? Mà mình phải làm sao ạ? Tháo ống dẫn hơi trước rồi mới tắt đèn cồn nhá. Vai trò của đá bọt để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ, chính xác. Đá bọt thì nó làm mà tản cái nhiệt độ ở trong dung dịch ra. Nó tránh bị là làm cho nóng ở một nơi vị trí lên cao quá. Nên vai trò của đá bọt là bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ, chính xác. Có thể thêm ít bột CaCO3 vào ống nghiệm thay cho đá bọt để tăng hiện tượng đối lưu, sai. Bởi vì là bột CaCO3 nó mịn, nó không thành đá bọt. Đá bọt phải là các cái muối của silicate cơ. Nên là cái câu này thầy nghĩ là dự đoán năm nay thì này. Cái này dự đoán năm nay thì này, các bạn cần chú ý này. Được chưa? Vì vậy nên cái này không được. Vậy mình sẽ có mấy nhận định đúng không ạ? Mình có 4 nhận định đúng nhá. Thế những câu này chúng ta cần phải hiểu cơ. Ok. 69 ạ. Ơ 69 bị trùng à? 69 cũng đá bọt này. 69 bị trùng rồi. 69 trùng. Cũng 4 nhận định đúng không? A đúng này. B đúng này. C đúng này. D sai này. E đúng này. G sai này. 4 nhận định đúng. 69 bị trùng. 70 ạ. Đá bọt là cái cục mà chuyên được thả vào trong cái ống nghiệm để mà cái lúc mà đun lên ấy, thì nó sẽ làm cho sôi đều cái dung dịch lên, thì có gọi đá bọt. 70 ạ. Câu cuối cùng. Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gram mỡ lợn, bla bla. Sau bước 3 có lớp chất rắn màu lên, đúng, nhưng không phải là glycerol mà nó là xà phòng. Đúng không? Ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu bôi chân máy thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự, sai. Mỡ lợn thì có xảy ra phản ứng thủy phân. Thì hiện tượng là vẫn có bọt nổi lên chứ dầu bôi chân máy thì nó không xảy ra thủy phân, nên B sai. Sau bước 2 nếu không thêm nước cất hỗn hợp sẽ cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra, chính xác. Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo hỗn hợp, chính xác. Sản phẩm thu được sau phản ứng là este, sai. Đây là phản ứng thủy phân mà, làm sao thu được este? Sai. Thủy phân thì nó tạo thành xà phòng chứ, đúng không? Làm gì tạo thành este? Vậy ở câu 70 này mình chỉ có hai nhận định đúng thôi nhá, là C và D. Ok chưa? Rất nhiều bạn bị sai những câu này. Được chưa? Các bạn thấy không? Dễ không? Đấy nhá. Đấy là thầy vừa mới xong, kết thúc xong cái việc mà chữa cho chúng ta 70 câu trắc nghiệm lý thuyết hay thi của bọn ST. Được chưa?